chiều 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xóm Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm khống chế người thiếu nữ ở khu Gò Mã nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm đang bị công an tạm giữ để điều tra. Hung khí nghi phạm dùng để uy hiếp người thiếu nữ. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng sủa 31/10, một thiếu nữ 32 tuổi ngụ tại xóm Long Bình, huyện Gò Công Tây rời nhà đi nhổ long dịch thui. Khi đi đến khu Gò Mã vắng ngắt dẻ cách nhà không xa, chị này bị một nam thanh niên chặn đường dùng ác nghiệt khí uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại. Bị uy hiếp, người thiếu nữ chống cự quyết liệt và truy hô để người dân ứng cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh trong đêm, người dân đã chạy đến xem chuyện gì. Do vậy, gã thanh niên chưa kịp thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. Người dân đã khống chế nam thanh niên để giao cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng tác dụng thu giữ một dao tự chế dài khoảng 1 mét. Bước đầu, nghi phạm khai nhận tên Minh Quân ngụ huyện Gò Công Tây. Quân cho biết đã theo dõi giờ giấc sinh hoạt của người thiếu nữ trước khi ra tay. Hiện nguyên nhân vụ việc đang kế tiếp được điều tra làm rõ.